Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp địa hình đi giữa mùa hoa đỗ quyên tổ chức tại huyện Bát Sát đã qua 4 lần tổ chức. Không chỉ khích lệ tinh thần rèn luyện thể thao mà còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người và kích cầu du lịch. Chị Bùi Thị Sen, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao thị trấn Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, lần đầu tiên tham gia giải đua xe đạp địa hình đi giữa mùa hoa đỗ quyên, ấn tượng và hào hứng khi chinh phục cung đường đua đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi thơ mộng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thực ra là đi thì muốn đi du lịch để ngắm hoa, để biết khám phá những cái cung đường mà mình chưa được bước chân đến. Thấy rất là ý nghĩa. Cái cung đường ngày hôm nay rất tuyệt vời. Cái dải hoa từ dưới kia lên là nhìn xuống cái cạnh đường là rất là nhiều hoa đẹp. Mình sẽ giới thiệu với câu lạc bộ mình với dù nhiều câu lạc bộ khác đến đây để đi vừa đi du lịch lại vừa được trải nghiệm cung đường, mang lại cái sức khỏe cho bản thân mình. Để mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho vận động viên, ban tổ chức đã thiết kế cung đường ấn tượng, giúp các vận động viên thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú như ruộng bậc thang trải dài tít tắp, rừng nguyên sinh phong phú các loài cây, rừng hoa đỗ quyên bạt ngàn tươi thắm và đặc biệt còn được tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt, nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc địa phương. Cái cung đường đua này là giữa một cái rừng già nó tuyệt vời, đường đua khúc khuỷu dốc lên dốc xuống. Và nó có rất nhiều những cái cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Đi đến tầm khoảng 10 cây số thì chân rồi mông người mỏi mà ê lắm rồi. Nhưng mà vì cái sức hào hứng để lên được ngắm hoa đỗ quyên trên đỉnh núi cho nên là lúc đấy tinh thần lại lên cao. Thế là tự dưng là chân cuồng cứ đeo vẫn về đích an toàn. Năm thứ 3 mình tham gia cái giải đi giữa hoa đỗ quyên. Mình thấy công tác tổ chức với cả không cảnh mọi cái đều thuận lợi và an toàn cho vận động viên tham gia. Chinh phục được cái này là một cái thử thách, chiến thắng chính mình luôn. Giải đua xe đạp địa hình đi giữa mùa hoa đỗ quyên nhằm phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh, điều kiện tự nhiên sẵn có của địa phương. Giải thể thao này đã và đang tạo nên thương hiệu, trở thành sự kiện văn hóa, hoạt động du lịch ấn tượng. Giải đua xe đi giữa mùa hoa đỗ quyên thu hút được nhiều vận động viên của các cái tỉnh. Và đây là cái cơ hội để cho Bát Sát quảng bá cái tiềm năng, lợi thế và vẻ đẹp thiên nhiên con người Bát Sát và hướng đến mục tiêu đến năm 2025, Bát Sát sẽ đón 1,2 triệu lượt khách. Tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, nâng cấp, nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch để nhằm thu hút các cái du khách đến với các loại hình du lịch mà Bát Sát có lợi thế. Giải đua xe đạp đi giữa mùa hoa đỗ quyên trở thành giải thể thao đặc biệt gắn với loài hoa xinh đẹp của đại ngàn Bát Sát. Qua đó sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bát Sát hùng vĩ mà xinh đẹp, nên thơ cùng con người thân thiện, mến khách.